Xíu đi chị à. Xíu mình ra mình xin chú một tiếng. Vũ quay kỹ đi Vũ. Đi vô trong đi em, đi vô trước đi. Mạnh dạng đi nhanh lên. Nước muối anh nấu nước muối đúng không? Nấu nước muối, nước muối nấu hậu đó. Nấu nước muối sang đồ đó, để nước muối. Im đi con. Lại xong anh chị thằng bỏ vô em ngâm. Chó, im đi. Chị đông thì chị làm. Để lấy làm ăn mà nó dồn dồn. Mà đây là ai mới chua. À nhà cô chú đây hả? Con chào ông chứ. Quê ở Phú Vinh nhưng mà qua địa bàn Phú Minh giúp đỡ cho người nghèo bạn quà. Sau về ghé thăm thì con dẫn thăm hoàn cảnh của chú. Chị em của chú là cũng khó khăn hết. Giờ chị thì bị bệnh tim, người em thì bị tâm thần. Bây giờ một mình chú thì phải nuôi hai người như thế này mà nhà cửa thì cũng nhỏ. Nên là có gì Bích Trâm có đem món quà hỗ trợ cho chú. À, trong đó là chị ngồi. Đây, đúng tôi à. Đâu chú tay đây ông bị sao đây ông? Dạ mới bị đứt, bị. Mà ông làm gì bị đứt? Bị xét chuối cho bò. Ai xét chuối cho bò hả? Mình chú đã đơn. Dạ hồi nãy chị Kiều nói là cô bị gì? Bị tâm thần á. À dạ. Ở bệnh viện Quảng Ngãi. À dạ. Sao bị con mới về hả? Thoáng đi một lần. Thoáng đi một lần. Dạ con ba. Nó bị Parkinson á. Parkinson á, bạn Parkinson là bạn rung. Đầu tim nữa chứ. Hôm bữa con có clip là chị Kiều tới trao tiền đó, rồi con thấy bà nằm ở trên giường mà bà rung rồi nè, là cái đó là giờ nào nó cũng bị luôn mà bà nó không biết mà em cho nó rung mình máy nó thật chân tới giờ nó rung nghĩ như là mọi người giật cái con không được à. Ông bữa nay cũng là nằm biết rồi nè, tay bên đó nó cầm theo ta nọ nhẹ có lúc nó rung lên, cái chừng nó rung lên. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Bà thấy năm nay là bà rồi mà nó lòm nó mất năm rồi con. Bye bye. Cái niệm này là hôm bữa bên chị Kiều tặng cho đó. Đó hôm bữa là con cũng có gửi tiền về ủng hộ cho nhà mình là 5 triệu. À, con có nói là thôi để con khi nào con có dịp con về thì con ghé con thăm. À, con thấy bữa tội quá à. Bị gì bà? Cuộc sống nó tức. À. Rồi ông nghĩ là hai bà là mình ở đây là ba anh em. Ba anh em ruột luôn hả ông? Ba anh em ruột, chị ruột, chị là chị, có tí chú rồi có người em nè. Thì một mình chú là nuôi chị với người em, chú ở giữa. À, rồi chú với hai bà với hai cô là không có gia đình gì hết à? Gia đình hết em à. Nhà cửa bữa nhà vậy thôi đó. Rồi hôm bữa bảo là nhà mình có bị gì không ông? Bị tóc ngó. À bị tóc ngó hả? Nó lượt lại. Dạ, nước vô. Đây là cái vùng trũng mà. Vô ngồi cho áo mát cô. Dạ, tôi được rồi, không sao đâu ạ. À. Ba người. À, ba cô chú ở trong nhà đây nè, chật hẹp như vậy nè. Cái buồng một người như này đó Trâm này. Dạ. À, có một cái buồng. Nói chung là của chị Kiều có phải là chị hoàn cảnh mà chị nói là chị đang xin ấy à? Xin nhà phải không? Nói chung là ở đây là chị Kiều cũng đang xin cho ba cô chú là để xây nhà lẹ, tại vì cái nhà nó cũng sập xệ lâu rồi mà nó cũng cũ lắm rồi đó, nên là chị Kiều cũng đang tính là xây lại. Thì đẩy về Trâm đi rất là nhiều nơi nhưng mà chỉ có cái nhà của cô chú là Trâm định live stream thôi, tại vì Trâm nghe chị Kiều nói là muốn có một số tiền để mà xây lại nhà cho cô chú,
Thì hiện giờ là chị Kiều xin được 40 triệu rồi hả? Hay là chưa? Xin, đang xin em ạ. Đang xin hả? Đang xin thì có thể họ cho chứ chưa nói. À, có thể là người ta cho đúng không? Thì đây là lý do tại sao mà em tới đây để em live stream. Hồi nãy giờ em không có live stream ở những chỗ khác. Em live stream em cũng biết hoàn cảnh của cô chú như vậy đó. Thì cũng xin phép là kêu gọi thêm Mạnh Thường Quân. Nếu mà Mạnh Thường Quân nào mà thương cô chú á, thì ủng hộ cho cô chú để mà cô chú sửa sang lại cái nhà. Nói chung là nhà cửa thì nó cũng sập xệ hết rồi, mưa rồi nó dột rồi nọ rồi, cũng bão rồi kia nó cũng còn bay ngói chị rồi. cái ngó bên kia nó cũng bể rồi mà chưa ấy lại rồi, nó dột á. Dạ, để em xuống rồi coi. Nhà mình có một cái bóng điện đây là chính thôi hả ông? Dạ, một bóng điện mới chính. Nó bị tối quá rồi, lỡ mình không thấy đường rồi mình vắt đồ này nọ kia thì sao ạ? Mình tối thì đâu có làm gì, ngà ăn cơm đều là không làm gì nữa. Dạ, một mình chú là nấu cơm lo hết luôn hả? Mình chú đi chợ nấu cơm. Dạ. Cô Giang chú ngồi, chú ngồi lấy ngồi. Cái gì để rửa tay đi nha, bị đứt tay rồi. Xuống cái buồng của cô. Buồng của cô Giang ở dưới đó. Đó. Ừ. À, đây. Ngủ ở dưới cái buồng vậy đó. Trời ơi, đi tối như vậy mà sao mà không có điện đèn hết nè cô. Đó, cái buồng ngủ vậy đó. Ở chỗ này là mình ngủ hả? 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 Nãy điện hết mạng. Em bấm vô có chữ thêm 500 á. Dạ, đây. Đây là chỗ của bà. Chỗ ngủ của cô á. À, của bà. Trời ơi, chị ẩm thấp dữ vậy trời. Ngủ vậy đó em à, quanh năm suốt tháng gì vậy? Quanh năm suốt tháng cứ ở đó thì vậy, phải chú em. Đó rồi, mấy bên nay chú gãi ôm vô rồi đó rồi mẹ ra cái gì. Đây chú gãi rồi bà đem vô rồi để treo vậy rồi ăn qua ngày vậy hả? Rồi bình thường là nấu cơm bà ăn cơm hả? Bà ăn cơm với chú nấu cho bà đúng không? Ở chỗ này của bà mà. Rồi mùng mờ đồ cũ hết rồi. Nói chung là bị rọt lắm rồi em à, có chỗ vậy đó, nhìn đó. Làm sao người ta tặng mền cho bà không khui ra bà nằm đi. Bà khui ra bà nằm đi, bà bỏ bớt mấy cái này đi, mấy cái này nó ẩm tấp hết rồi. Mình nằm lâu quá mình nằm với em á, hiểu không? Cho nên là bây giờ có cái gì mới là mình lấy ra mình nằm đi, mình đừng có tiết kiệm, mình đừng có để dành nữa. Ha. À. Mình lấy ra mọi người coi nè, có nghĩa là người ta cho cái mền cũng để dành chứ không dám xè, không có dám nằm á, cho cái mền nè. Bây giờ cô nói nè, nói chung là đây ở gói của bà nè, cái này là bà làm gói hả? Bà bỏ luôn đi nha, để con đi lên con mua gói mới cho bà nha. Nói vậy đó em à, con đi mua gói mới cho bà nha. Đó, thấy chưa, cũng giật lại nè, giật lại để dành đó nó bà. Con nói vậy tới cho bà cũng không hiểu hết đâu ha. Dạ. Bà sợ bà không có hiểu hết, sợ em lấy cái gói. Đúng rồi. Nói chung là thôi để đi mua gói mới cho bà đi chứ. Cái bếp vậy nè, cái bếp nấu ăn vậy đó. Bà là bà nằm ở dưới hả? Chị với hai chị em ngủ ở chỗ nãy đó, còn chú nằm đây thôi. Chứ chặt về đâu có làm hai người được. Hai chị em chung xuống ở chỗ nãy đó. Mà mấy cái vô nè. Vô đây mà vô. Mấy cái này là ông để cây đây để hứng nước hả? À? Dột. Để hứng nước mưa dột cái hả không? Dột. Của chân em, của chân nó sát cái chân. Rồi tối nó dột nó ướt vậy rồi sao ông nằm? Ôi không, nằm. Nó dột có chỗ mấy cái chỗ lúa đồ này kia thôi, chứ còn không có dột tùm lum. À. Dột có chỗ. Ông có làm ruộng đó hả? Có làm. Ông làm nhiều không? Không, làm đủ ăn. À. Rồi ông làm rồi già cả rồi bệnh tật này nọ rồi sao mà ông làm cho nổi? Thì làm cái nào mình làm được thì mình làm, mình làm không được thì mượn người ta làm giùm mình trả tiền. Chứ em sao? Rồi cô với hai cô này là bây giờ là không có đi khám bệnh luôn hả? Không, đi cứ đi xin thuốc hàng tháng. Xin thuốc là cứ uống. Xin thuốc ở đâu chị? Bệnh viện tâm thần Quảng Ngãi. Cổ thì cái bệnh này là sống chung suốt đời vậy thôi. Nó ký sinh thì nó sẽ bị suốt đời thôi. Nó sống bên Nam suốt đời, nó rung mỗi lần lên thì rung con chụp kia nè. Con kia nó đi bệnh viện tâm thần. Chị có chú là tỉnh táo nhất à. Nhưng mà ông đưa đi hả? Đưa đi. Chú chở xe máy đi. Chú chở xe máy đi. Xe cúp kìa. Chở đi rồi tao cũng ngã đó. Vậy bây giờ vậy nè. Khi nào đi khám bệnh nói con. Ừ, chị con ướt yeah. Không? Còn chờ em của con á, đưa xe hơi tới chở ông bà đi. Ừ. Xe hơi nó đi nó ra nó không làm gì được hết, nó ra nó ọa nó mửa tùm lum hết không được, tôi phải chở xe nổi là đi xe đi xe kia nó xa nếu được đi xe đúng rồi lâu lắm
đi cái xe buýt là ra nó xa, nó không lòng được hết. À, nó ở cùng đường. Nhưng mà ví dụ như là về lâu về dài, ví dụ như ông không còn sức khỏe rồi sao ông chở đi được? Chừng đó thì không biết nó như thế nào, mình xin họ chuyển thuốc về trọn. 4 năm rồi, cứ ra ngoài ông biết. 4 năm gì vậy? 4 năm rồi. 4 năm rồi ông đi chở bà đi. Chở con em đi. Em, đây không phải là, đây là chú với lại hai bà là anh em được với nhau và sống mồ côi từ nhỏ đúng không chị? Đó, rồi ông bà cũng mai có chồng có con. Chung là bữa con thấy chị Kiều up lên là con thấy thương rồi. Con nói là để Tết con về con thăm, nhưng mà sẵn dịp này con về thì thôi con ghé con thăm luôn. Bây giờ con không có hứa, con không hứa trước là con kêu gọi được bao nhiêu. Nhưng mà riêng cái hoàn cảnh của mình á là con sẽ cố gắng để mà con kêu gọi mọi người để ủng hộ cho mình, để mà mình sửa sang lại cái nhà nha. Xong rồi á, những cái nào mà của ông mà ngày xưa ông làm á, ông đừng có để nữa, mình bán bớt đi, mình bán da che đi. Con biết là nó là cái kỷ niệm, mình biết là mình cái đó rất là quý với ông, nhưng mà bây giờ mình để như vậy thì nó chật nhà lắm nha, mình cũng không có làm được nữa. Thì mình bán bớt đi, mình bán bớt đi cho nhà nó gọn gàng, xong rồi con sẽ cố gắng kêu gọi Mạnh Thường Quân cùng với chị Kiều được bao nhiêu được, rồi nếu mà thiếu đủ gì đó con sẽ là người bỏ ra con cho ông, rồi mình xây sửa lại cái nhà nha. Đó, nói chung là bây giờ đang mưa gió lũ lụt như thế này thì cũng không có làm được, mình cố gắng mình sống thêm, mình sống trong cái nhà này thêm một thời gian nữa, rồi qua tết nha, con hứa là con về con sẽ hỗ trợ mình làm lại nha. Đó, còn bây giờ thì con cũng gửi một chút ít tiền của Mạnh Thường Quân cho ông để mà ông đi chợ ông mua đồ ăn rồi ông mua thuốc cho bà nha. Nếu có tôi mua một ít cây để dành. Mua cây gì không? Mua cây để dành tha mấy cái cây nó hư á. Tha thì khi chú làm thì phải làm mới, làm mới không bị làm xét đó. Chứ đâu mua cây làm bây gì giờ đâu. Bây giờ mua sà gồ á, sà gồ xác. Bây giờ là sà gồ xác. Dùng sà gồ xác chứ không có ai mà dùng gỗ nữa. Xác nó mới lâu được. Với nó rẻ hơn gỗ nữa. Không, mình mua gỗ ấy là cái gỗ này mình tha một ít thôi chứ. Rồi lụp lại ngó luôn. Đây cái đó tới thời được chồng làm nhà rồi mình để chứ nó tính sao nó. Nói chung là bây giờ còn được không ông? Còn được. Còn được thì thôi bây giờ vậy nè, mình đừng có làm nó tốn kém lắm. Bây giờ mình ráng, nói chung là bây giờ cái điều quan trọng bây giờ con mong ông á là mấy cái mà mình không có sử dụng tới. Như nãy giờ con nhìn con thấy nào là sắt, rồi nào là mấy cái dụng cụ mà ngày xưa ông sửa đồ đó. Bây giờ nó nhiều quá. Tôi đang lục ra để tôi thẻ, tôi bán hết. À, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ ông lục ra hết đi. Ông bán đi. Bán lấy tiền mua cá ông ăn, đúng không? Để cho nó nhà nó rộng rẻ đi, rồi cái để mai mốt mình có làm nhà thì nó gọn, mình đỡ cực ha. Đó, rồi bây giờ là con cũng thay mặt cho Mạnh Thường Quân thôi. Thì con gửi cho một ít tiền để ông mà ông mua thuốc cho bà nha. Đó, ông lo cho hai em ha. Dạ. Đây, con gửi cho ông là 6 triệu. Này là cũng là tiền của Mạnh Thường Quân mọi nơi gì dành. Ngày bữa là con đã gửi trước cho ông 5 triệu rồi. Đây. 5 triệu đó là chia đều ra đó. Chia đều nhiều hoàn cảnh em, chứ dạ. Không phải là đưa hết cho chú đâu. Chia đều có hoàn cảnh. Bữa nghe vậy cũng là 9 triệu rưỡi của mình ra trong đó là có 5 triệu với trăm cho hai hoàn cảnh. Dạ. Rồi bây giờ con gửi cho chú là 6 triệu, mình giữ ra cẩn thận thận ha. Rồi cái mình đi chợ mình mua đồ mua thuốc gì cho bà nha. Rồi bây giờ vậy đó nè. Ngày để con đi sân tay rồi xong xuôi hết con về con mua cho mình mấy cái mùng ha, gối mền, là ông bỏ hết mấy cái cũ giùm con, ông hứa với con nha là phải bỏ hết mấy cái cũ nha. Chứ còn mà bây giờ ông biết sao không, bà đây là chị ông đúng không, đó là bà với lại cô á, là ở một cái nơi mà nó ẩm thấp quá, là đang bị bệnh, mình đang bị bệnh mà mình đỡ ẩm thấp như vậy á là nó càng ngày nó càng nặng hơn đó, là nó còn bệnh nữa, cho nên là gối nè bỏ luôn, mùng bỏ luôn, mền bỏ luôn, mình thay cái mới hết. Nói chung là để con đi thân tay xong hoặc là con nhờ chị Kiều, con đưa chị Kiều tiền rồi chị Kiều đi mua giùm con ha, là xuống thay mền mùng hết luôn, tại vì mùng mền này kia là nó đã cũ lắm ấy lắm rồi nha, ẩm thấp lắm, nên là giờ ông bỏ hết giùm con chứ không có tiết kiệm. Hồi nãy là thấy có cái mền mới mà không có dám lấy ra nằm, sợ nó cũ mất đi, nằm tiếp mình cái cũ nữa. Mình mới cho quà. Nhưng mà mình lấy ra mình xè đi chứ mình đừng để nữa. Mình thay hết mấy cái cũ đây nè, chứ nệm rồi mùng à, mọi người coi nè.
mùng mền của ông bà là bây giờ nó ẩm thấp hết rồi, nó cũ hết rồi nha. Cái này rồi bây giờ con gửi cho ông nghe phần quà luôn đó. Cái này á là cái pin hồi nãy con mượn cái pin của ông ra, con lên cho nó sáng á. Pin ở đây á là ví dụ như tối ông có làm gì mà không thấy đường á thì ông rọ lên ha, để ông thấy đường đi nha. Ông ăn cơm á mà không có thấy đường là cúp điện rồi ông mở cái này nha, ông mở cái này lên ông rọ để ăn cơm nha. Rồi bây giờ khi nào có điện á thì mình kéo cái này ra, mình kéo cái này ra mình cắm vô mình sạc, mình để dành khi nào hết điện á là mình ấy. Mình có he kéo lận, nhà của mình là con cho hai phần hả. Cái này cũng để ra cho ông nha, ông đi sạc điện ha, để dành đi nha. Đó, để khi nào cúp điện là mình cần. Còn trong đây là có hai chai dầu, hai chai dầu để mình thoa. Cái này cháo, cháo này thì con chỉ cho ông nấu nè. Cái cháo này là cháo tươi, cháo này là cháo dinh dưỡng. Đó, thì cái này á, là một đó mình xé ra mình ăn luôn á là được luôn. Còn không mình muốn ăn cho nó ngon á thì mình bỏ vô trong cái nồi, ông bắt cái nồi nước lên, ông đun cho nó sôi, xong ông bỏ cái bịch này vô cho nó kiểu giống như mình hâm á, mình hâm mà để nguyên cái bịch này luôn. Xong rồi cái mình hâm cho nó nắng rồi cái mình két cái đậu này mình đổ ra tô là mình ăn thôi nha. À, cái trong đây là có 10 bịch. Đó, cái gì ông nấu cho bà cho cô nha. Rồi còn nữa, đây là một cái bịch ngũ cốc. Thì cái ngũ cốc này những cái lúc mà ví dụ như trời cúp điện này kia mà không có nấu cơm được hay gì á thì mình pha một ít cái ngũ cốc này mình cho ra đi. Xong rồi cái mình nấu bếp củi nước lên nó ông khuấy lên ông uống nha. Ông uống là nó giúp cho mình là vừa no mà vừa tốt cho sức khỏe nữa nha. Rồi, con gửi hai phần đây cho ông, con để ra cho ông nha. À, con để đây cho ông. Rồi, con để đây cho ông nha. Bây giờ tiền là ông cất tiền vô nha. Rồi con hứa, con không dám hứa nhưng mà được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cây nào mà có đủ tiền rồi thì qua Tết con về rồi cái trời nó nắng á là mình xây nhà lẹ nha. Dạ. Thôi bây giờ nè ông đi ra ngoài á chị. Thôi à, con thay chị thay mặt cái chữ thập đỏ cảm ơn em Trâm đã đến chia sẻ với gia đình của chú Phan. Thì con cũng hy vọng trong thời gian đến thì em Trâm sẽ kết nối mạnh thường quân thì hỗ trợ cho chú thôi. Thì chị em chú ở cái phần khó khăn nhà cửa thì sinh hoạt thì ăn uống nước pha thì đó thì nó cũng đỡ bớt cái phần cho chú. Bây giờ tụi con phải nên cho quà chữ thập đỏ thì tao chờ nữa, bây giờ chị chờ anh đó. Chú băng cái tay lại chứ đĩa là nhiễm trùng. Chú cố gắng lo cho trùng chị rừng em chú ha. Và hy vọng là em Trâm sẽ tâm lòng nha má, thì Trâm sẽ gọi mà thường quân ít nhiều đó thì hỗ trợ. Mà hôm bữa là con lớn tuổi rồi, bây giờ cũng không biết là rồi, dạ rồi bây giờ con đi nha, con đi rồi có gì con gửi tiền hoặc là con sẽ đi mua, con mua mền nơi kia để về là thay hết giùm con nha. Đó, chứ không có ngủ như vậy nữa, để như bỏ vậy là nó rất đậm thôi dưới luôn, bỏ luôn cái nệm cũ, để luôn cái nệm bữa bên rồi cũ to mùng mền gói là mình thay hết luôn nha. Cái này để con đi mua rồi con đem xuống ha. À, rồi bây giờ ông giúp con là lúc nào ông rảnh á ông soạn hết đồ của ông ra. Rồi cái gì kêu gia trai tới cho người ta mua bớt nha. Để nữa đi không có chỗ đi luôn. Mua bớt xong rồi qua Tết chứ. Ừ. Xây lại nhà nhỏ rồi ở. Đây là cái nhà nhỏ nhỏ cho ông bà sạch sẽ lần trước được. Rồi mình đi lên như điện. Rồi. Rồi chờ xíu nha. Rồi, con đi luôn nha ông. Dạ con đi nha. Dạ. Đây, đây. Muối. Chua. Ở đâu ấy chú? Dạ con đi nha ông. Ông bị đau bụng giờ đau dạ dày nữa hả? Dạ. Thôi ông muối hai bà đã nhưng mà bây giờ Trâm sẽ kêu gọi mạnh thường quân là